Thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn là một cây bút tiêu biểu ở mảng thơ và truyện viết cho lứa tuổi thiếu nhi. Ông từng đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam, mà nổi bật trong số đó là tập thơ Dắt mùa thu vào phố. Có thể nói tác giả Nguyễn Hoàng Sơn có biệt tài lạ hóa những điều quen thuộc. Mỗi bài thơ đều giúp làm đầy tâm hồn của con trẻ bằng những câu chuyện rất là nhỏ, dễ thương. Trong không khí rộn ràng của dịp Tết Trung Thu, nhà báo Vĩnh Quyên sẽ chia sẻ cùng với chúng ta về cuốn Dắt mùa thu vào phố, một tập thơ nằm trong tủ sách vàng của nhà xuất bản Kim Đồng. Dắt mùa thu vào phố là một cái tập thơ, nó tạo nên một cái nét rất riêng trong thơ Nguyễn Hoàng Sơn viết cho thiếu nhi. Và những cái tứ thơ của anh Sơn nó lãng mạn mà tuyệt vời lắm luôn ấy, rất ấn tượng. Điều mà tôi rất là thích đấy là một cái con mắt nhìn rất là thơ trẻ. Thơ của anh Sơn rất là hài hước, hóm hỉnh. Thơ của anh Sơn không dạy dỗ trẻ em là phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng bằng những cái câu thơ nó ngộ nghĩnh thì các em lại tiếp thu được một cách tự nhiên những cái điều mà nhà thơ muốn gửi gắm. Ví dụ như là lời chào đi trước mà chúng ta đã thấy đã phổ thành nhạc như thế nào, đúng không ạ? Về sự thích cái bánh chưng ấy thì tất cả và nhiều nữa. Khi các em thuộc bài thơ, em yêu thích bài thơ thì em đã có một cái ứng xử nó như điều nhà thơ mong muốn ở trong đấy, thay bằng những lời dạy dỗ. Đối với tôi thì nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn là một trong những nhà thơ viết hay nhất cho thiếu nhi. Cái màn thơ về gia đình thì cũng là một cái thành công, đọc rất ấm áp, rất yêu thương, rất là thú vị và rất là tình cảm. Chẳng hạn như là bà nội và bà ngoại chẳng hạn, thì hai bà hai nguồn sông cho phù sa đời cháu, hai miền quê yêu dấu, cháu nhớ về thiết tha. Tôi thích cái tứ thơ của anh Sơn dùng để đặt tít là dắt mùa thu vào phố. Dùng cái từ dắt rất là hay ạ. Đấy, tức là rất là lững thững. Và với một cái góc nhìn, một cái tưởng tượng của nhà thơ thì anh Nguyễn Hoàng Sơn đã viết nên một cái câu chuyện bằng thơ là sự tích rước đèn Trung Thu rất đáng yêu. Nó ấm áp tình gia đình, tình chị em. Vì Trung Thu thì là đoàn viên mà. Trung Thu luôn luôn là nó với quây quần xung vầy với gia đình. Nó vừa bay bổng, nó vừa như là một sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại, để cho trẻ em biết lắng nghe mùa màng. Và đặc biệt về mùa thu thì tôi còn thích, rất rất thích bài thơ Quả Thị Đi Chơi. Thích đến mức mà thường mỗi khi mà nhìn thấy quả thị vàng như những mặt trăng nhỏ mà nằm trên các cánh hàng rong vào phố, thì lập tức trong đầu tôi nhớ đến Quả Thị Đi Chơi của Nguyễn Hoàng Sơn. Trong kìa quả thị vàng dắt mùa thu vào phố, mang theo câu chuyện cổ thị kể bằng mùi hương. Tôi cảm giác như cái quả thị nó như là một đứa trẻ con ấy. Đấy, và nằm nó rất thiếu động, nó rất nghịch ngợm, đúng không ạ? Và khi mà mùa thu đến thì quả thị nó hớn hở để đi vào phố. Cái hình ảnh quả thị nó vừa tượng trưng cho mùa thu, nó vừa tượng trưng cho cả một sự kết nối với không gian và thời gian nữa. Tôi nghĩ rằng không chỉ các em bé đâu, các bà mẹ, các cụ bà khi đọc Quả Thị Đi Chơi của Nguyễn Hoàng Sơn vào những dịp mùa thu và đặc biệt là vào những dịp Trung Thu đều rất là xúc động.